Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có thật nhiều năng lượng. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trận. Vậy ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày Ất Sửu, tức can khắc chi, nghĩa là màu khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vậy nạp âm hại trung kim kỵ tuổi, kỵ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Cô Thần, xấu đối với cưới hỏi, sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp chia chở sẽ giúp cho bạn tuổi Tý hòa giải được những căng thẳng đang có. Nếu như đồng nghiệp có hiểu lầm ý của bạn thì hãy kiên nhẫn giải thích. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của họ rất nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa đấy. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Tý có những suy nghĩ vô cùng là lạc quan. Sự cân bằng chính là chìa khóa để cho bạn đạt đến niềm hạnh phúc cho bạn. Bạn tuổi Tý cũng cần phải học cách cho đi và nhận lại, chia sẻ và đón nhận. Đó chính là bí quyết của những giây phút hạnh phúc, hài lòng tối đa nhất với bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tý có những tin đồn không hay, khiến cho bạn phân vân và mất đi phương hướng không biết phải giải quyết như thế nào. Bạn tuổi Tý, bạn cũng đừng có nghĩ ngợi quá nhiều và ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏa mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, có nhiều việc bạn thấy thế nhưng không phải như thế. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, có ai đó mang lại niềm vui nho nhỏ cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, được thưởng thức món ăn ngon. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, cần xây dựng kế hoạch
chi tiêu cho hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, được nghe những lời động viên, bạn cảm thấy ấm lòng hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, nuôi dưỡng sự sáng tạo cho bạn trong ngày. Và nếu như bạn chưa có được cơ hội để thực hiện những chuyến đi trong mơ thì ngày hôm nay tại sao bạn không lên lịch trình trước cái đã? Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu thêm phần có được nhiều động lực và ý tưởng hay thay vì buồn chán khi không thể ngao du lúc này. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ không hề tốt cho những vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì công việc của bạn bận rộn cho nên không thể nào ngủ được vì lo lắng, suy nghĩ. Thế nhưng bạn càng nghĩ càng bối rối, không tìm được hướng giải quyết mà sáng hôm sau đầu óc chỉ cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Ngày này thiêu hại thượng lạn ông, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm Tân Sửu, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và trong ngày hôm nay, nếu như bạn tuổi Sửu xuất hành đi xa thì cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được sự may mắn, suôn sẻ hơn trong mọi công việc. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có những điều nên khéo léo bày tỏ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, không nên thẳng thắn quá sẽ gây mất lòng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có những vấn đề bạn cần phải chủ động xử lý. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, không nên trì hoãn kế hoạch của mình vô lý nữa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, đừng có để cho chuyện quá khứ cản đường bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, đưa tới cho bạn có được những cơ hội để cải thiện về vấn đề tình hình tài chính hiện tại. Và bạn tuổi Dần là cần nhớ hãy chấp lấy cơ hội này, hãy trân trọng từng điều nhỏ nhặt, vì điều đó là mắt xích quan trọng mang tới cho bạn có được sự thành công và tiền bạc cho tương lai sau này. Ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh lại không được tốt cho lắm. Có thể với bạn tuổi Dần, bạn nêu ra ý kiến của mình về chủ đề nào đó nhưng không những không được ủng hộ mà còn bị đối phương chỉ trích và chê bai. Và tốt hơn hết là với bạn tuổi Dần không nên nhiều lời và chớ có nội nóng nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, hôm nay bản mệnh nên kiêng cự những việc như là khởi công, tạo tác không hề tốt cho bạn. Và đặc biệt bạn cần phải chú ý những công việc như là chôn cất, xây đắp về mồ mã, đóng thọ đường, cực kỳ là kiêng kỵ ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, công việc cần phải cân nhắc thêm, đừng có vội vàng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, đừng suy nghĩ quá nhiều, nên cần xin sự giúp đỡ của người khác.
Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy tìm cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đừng có cho qua mọi thứ quá dễ dàng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nếu không đủ tự tin, tin tưởng thì không nên thực hiện. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn. Nếu như bạn muốn cải thiện về thu nhập bằng nghề tay trái, và nếu lâu nay bạn chưa dám bắt đầu thì có thể khởi động càng sớm càng tốt. Đừng có ngại ngần những khó khăn hiện tại, vì khi bạn đã quen hơn với mọi thứ thì cũng là lúc bạn không còn cảm thấy điều gì trở ngại với mình nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về cảm xúc của bản mệnh trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Có thể là vì một chuyện buồn trong quá khứ mà chính bạn cảm thấy không thể nào vượt qua được. Bạn tuổi Mão cần phải xem xét chỉ là kỷ niệm, dành nhiều thời gian để cải thiện hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn cho bạn. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đang có những điều mơ mộng viển vông khó thành hiện thực. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tìm về nơi bình yên để được lắng lòng mình lại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chớ có so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc thời điểm này chớ nên hoang phí. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, bạn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có ngũ hành Sửu Thìn tương phá, dự báo cho bạn đang có những khó khăn mà bạn không thể nào lường trước được, có thể là do một người mà bạn tin tưởng đã gây ra. Và khi sự việc chưa rõ ràng thì với bạn tuổi Thìn nên tránh dùng những lời cay nghiệt chê bai người ta. Ai đó có thể dành cho bạn tuổi Thìn những lời tâng bốc, nịnh nọt một chút khi mà bạn đang thực hiện được những công việc dưới sự giúp đỡ của chính ấn chiếu mệnh. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thìn đừng có quá khiêm tốn đến mức quay lưng lại với họ. Hẳn nhiên bạn cũng phải có chút thực lực nào đó để cho người khác đánh giá cao về mình. Bạn cần phải tự tin lên bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ không hề tốt cho sức khỏe của bản mệnh với cơ thể hiện trạng. Bạn tuổi Thìn, bạn nhớ là không được chủ quan với những biểu hiện nhụa của cơ thể mình. Nếu như cảm thấy cần thiết thì bạn nên đi khám bác sĩ để chữa trị càng sớm càng tốt, đề phòng tình hình trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy giữ lại những điều bí mật nho nhỏ, đó là cho riêng mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, yêu ai cũng đừng có nên yêu quá nhiều tới mức
quên cả bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, cách bạn thể hiện và cách bạn nghĩ không đồng nhất với nhau. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, lúc này không nên để lộ sự yếu đuối của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, sự bình tĩnh của bạn khiến cho người khác e ngại. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ bật đèn xanh cho bạn tuổi Tỵ có được sự tự tin hơn trong việc muốn tiến xa hơn với một mối quan hệ nào đó. Với những ai đã từng thất bại trong chuyện tình cảm và lúc này bạn đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để mở lòng mình ra với người khác giới nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu như ai bị ốm thì lúc này cơ thể hồi phục một cách nhanh chóng hơn. Dù mệt mỏi nhưng có ăn uống cho đủ chất sẽ sớm khỏi bệnh bạn tuổi Tỵ nhé. Và với bạn tuổi Tỵ, sau một thời gian cảm thấy bối rối thì hôm nay dường như đang có được sự giúp đỡ của chính quan chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ nhận thức rõ ràng về những vấn đề mà mình đang gặp khó khăn và tự tin có những bước nhảy vọt về phía trước. Vậy thì đây là cơ hội để cho bạn tuổi Tỵ chứng tỏ bản thân mình trong tập thể nữa rồi. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ hãy bám chắc vào thực tế của tình hình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc có những giấc mơ trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim công việc được giúp đỡ mà trở nên hanh thông. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy hãy chuẩn bị cho bản thân mình một bữa ăn ngon. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành Sửu Ngọ tư hại. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình, vì rất có thể có những thứ mà bạn tưởng chừng như đã hoàn thành xong, đã an tâm rồi nhưng vẫn có thể vấn đề xảy ra sai sót với bạn. Không được chủ quan đâu bạn tuổi Ngọ nhé. Bạn cần phải nhớ là học cách phản ứng nhanh nhạy hơn nữa với hoàn cảnh. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh ngăn trở bạn, gây ra một số vấn đề không mong muốn như hạn về thương tật, bị tai nạn, gặp tiểu nhân phá hoại. Với bà tuổi Ngọ nhất định phải tỉnh táo, chớ nên chủ quan, kéo lại tự đẩy bản thân mình rơi vào tình huống xấu. Và nếu có thể thì bạn hãy ở nhà cho an toàn và không nên đăng những điều mình không biết lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại cho bạn có được nhiều tín hiệu tốt, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt đẹp để cho hai người yêu nhau đã lâu bàn tính tới chuyện cưới hỏi. Và các cặp vợ chồng cũng thực hiện các kế hoạch về sinh nở nữa, cũng rất tốt. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, hãy xem quá khứ là động lực chứ không phải là để kéo lùi bạn lại. Tử vi tuổi Bính Ngọ
thuộc mệnh thủy, thích ai thì khéo léo bày tỏ bằng cách bật đèn xanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có để cho chuyện quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, sầu muộn quá chỉ khiến cho người khác khó chịu với bạn mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, học cách đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để nhận định tình hình. Và đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn rất có thể sẽ có những chuyện bé xé ra to ngày hôm nay. Vì thế, nếu có thể thì bạn tuổi Mùi nên nhường nhịn người khác một chút, không cần phải cố gắng hơn thua mà làm gì. Nếu không thì rất dễ xảy ra đổ vỡ về tình cảm, rạn nứt về mối quan hệ thân tình của bạn với người ấy. Và với bạn tuổi Mùi đang có được tầm nhìn mới mẻ, sinh động bởi bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn thực hiện nhiều công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Và đây thực sự là một ngày có nhiều ý nghĩa với bạn. Hẳn nhiên, bạn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc khi có thể trở thành một người hữu ích trong tập thể, đúng không bạn tuổi Mùi? Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh chỉ được đảm bảo nếu như bạn ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ chất. Và nếu có thể, bạn hãy chi tiền để mua đồ ăn sạch đảm bảo cho bạn. Đó là cách tốt nhất để đề phòng, phòng tránh được bệnh tật cho mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tình duyên không được như ý, khó có được cơ hội kết nối. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, công việc có người nâng đỡ, hỗ trợ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều điều khó khăn hơn mong đợi. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, niềm tin được gây dựng, công sức được ghi nhận. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, có người cân nhắc về những sai sót của bạn. Và đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở đây là ngày mà bà tuổi Thân nên có sự linh hoạt trong các kế hoạch, nhất là khi chia sẻ chúng với mọi người, kể cả khi bạn đã mất nhiều thời gian đến thế nào đi chăng nữa để lập chúng ra thì cũng đừng có áp đặt lên bất cứ ai, bởi mỗi người đều có một sự lựa chọn và một định hướng riêng cho mình. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh, cái điều này hỗ trợ cho cuộc sống của bạn tâm tư thoải mái hơn, nhờ đó mà khỏe mạnh. Khi đó, bạn tuổi Thân cũng tỉnh táo hơn, giải quyết được những vấn đề nhanh hơn. Nếu như cần quyết định quan trọng thì lúc này là thời điểm thích hợp cho bạn nữa rồi. Xem tử vi ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn đi đâu, xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để cho có sự được nhiều sự may mắn cho mình.
Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tài lộc không được như ý, hãy kiên nhẫn hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nên dũng cảm đối mặt với những khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, sức khỏe có phần cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu nhờ đó mà có được vận trình tình cảm càng ngày càng hanh thông. Tình yêu của bạn lúc này càng thêm phần hạnh phúc khi hai người có được thời gian chia sẻ, trò chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Và với bạn tuổi Dậu trong ngày này cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, dự báo cho sẽ có ai đó ganh tị với bạn tuổi Dậu. Thế nhưng bạn đừng quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác trong ngày hôm nay. Bạn hãy sống vì lý tưởng của mình và những niềm đam mê mà mình đang có. Nhờ thế mà mọi phút giây đi qua sẽ rất chi là ý nghĩa và giá trị với bạn. Bạn đừng có sống vì kỳ vọng của người khác bạn tuổi Dậu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này hỗ trợ cho bản mệnh trong việc cải thiện về tình hình tài chính. Bạn tuổi Dậu nên tập trung kỹ vào những thay đổi cần thiết, đừng có bỏ lỡ mất cơ hội đáng quý đến với mình. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình yêu thêm phần được thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng mong đợi sự hỗ trợ của ai đó trong lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm êm ấm khi cả hai giải tỏa được nhiều hiểu lầm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thiếu đi sự tập trung cho công việc, hiệu suất bị giảm sút. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất dễ bị đàn áp, điều khiển bởi một người nào đó hoặc là một thế lực nào đó. Bản mệnh tuổi Tuất nên tìm cách tự lực, đi trên đôi chân của chính mình thì mới đủ khả năng thoát khỏi những rắc rối trong tương lai. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, dự báo cho bạn đây là ngày để cho bạn chứng tỏ năng lực, sự linh hoạt và mềm dẻo của mình trong nhiệm vụ được giao phó. Sẽ không khó để cho bạn ghi điểm với những người xung quanh, đặc biệt là những nhân vật đang để ý tới bạn. Tuy nhiên đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Bởi sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút, bạn tuổi Tuất nên dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, ăn hoa quả tươi và các loại dưỡng chất cho đảm bảo. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đừng có chê bai người có quan điểm sống không giống bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cần phải mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Hợi ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, mang tới cho bạn có được cơ hội tương phùng, gặp gỡ một người bạn lâu ngày nào đó. Và thời gian này với bà tuổi Hợi có thể mở rộng mối quan hệ của mình vì việc này vừa tốt cho chuyện tình cảm cũng như là công việc của bạn về sau này nữa. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Hợi nên cẩn trọng với các vấn đề xảy đến với bạn trong ngày. Dù bạn là người thông minh, tài trí nhưng vẫn luôn có những chuyện sẽ không hoàn toàn lường hết được hoặc là không nằm trong tầm kiểm soát của bạn đâu bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, nhắc nhở bạn tuổi Hợi nên đề cao việc tiết kiệm về tiền bạc. Thời điểm tài lộc không có mấy dư giả như thế này, với bạn tuổi Hợi tốt nhất là không nên thích gì thì mua nấy, bạn hãy hướng về lối sống giản đơn để tận hưởng cuộc sống đúng theo cách của mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, thu nhập của Phật hạn chế, chứ mua đồ đắt tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cân nhắc lại kế hoạch và nên lược bỏ những gì không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có một số điều mang lại cho bạn thêm hy vọng mới. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tránh chỉ trích người khác bất cứ vì lý do gì. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm đi trước. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.